Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cách loại bỏ mụn đầu đen, mụn đầu trắng tự nhiên tại nhà với nguyên liệu rẻ tiền. Mình sẽ cho một muỗng canh đường vào một cái chén nhỏ. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu dừa. Rồi mình cũng sẽ cho vào đây một muỗng cà phê mật ong. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Các bạn thoa hỗn hợp này lên mũi và nhẹ nhàng massage 4-5 phút rồi rửa sạch. Để có kết quả tốt nhất nên áp dụng hàng ngày. Mình chúc các bạn mau hết mụn nhé. Chào tạm biệt.